Chào các bác, mấy dòng loa Onkyo thì và Diatone thì lúc nào em cũng có, và cả sạc pin Vega nữa. Cho nên nhiều khi là những cái dòng này bây giờ em quay clip rất là nhiều rồi, cho nên là ít lên sóng. Nhiều bác có hỏi là dạo này không có, thì em nói các bác là nói thật là Onkyo và Diatone bây giờ gọi là lười quay, bởi vì quanh quanh luẩn quẩn thì nó cũng chỉ có khoảng độ 4-5 model là gọi là về Việt Nam thì anh em ưa chuộng thôi. À, trong dòng 77 thì có 77XD, rồi 77XG, rồi 77. Đấy, đấy, ví dụ 77. Và các bác ưa chuộng Diatone thì 700Z, 37B. Đấy, đấy là những cái dòng mà các bác hay chơi. Thì em vẫn có đều phục vụ các bác. Đấy, trong các góc này lúc nào cũng có sẵn gọi là để dành Onkyo và Diatone cho các bác. Đấy, những cái tầm loa khoảng trên dưới chục triệu thì những cái dòng này thì luôn luôn được anh em gọi là đón nhận nhiều nhất. Đó, Onkyo nhé, Diatone nhé, là cái tầm loa tầm tiền. Đấy, đều là những em hàng Nhật xịn. Đấy. Ngoài ra thì sạc pin Vega thì đương nhiên là lúc nào cũng có thôi, em chuyên sạc pin rồi. À, JBL thì thường em sẽ làm những cái dòng này. Bởi vì sao? Bởi vì nó dễ chơi và tiếng đánh rất là lực, mà nó rất là phù hợp với thị hiếu của các bác. Đó là các bác kết hợp vừa hát vừa nghe nhạc. Đó, đây là những dòng S312. Các bác nhá, S312 sử dụng bát 30, 32 ấy. Gân cao su, những bọn này rất là thích là gân cao su zin. Rất là phù hợp với các bác nào mà thích zin. Đấy, hoặc là Diatone 77XV, dòng bass 32 là các bác rất là thích. Đợt này thì bắt đầu em sẽ vận chuyển thêm những cái em đồng hồ cây này về phục vụ các bác thêm nhé. Các bác nào có nhu cầu đồng hồ thì qua trực tiếp bên em. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác.